mọi người xem cái này mọi người liên tưởng đến cái gì? Mọi người đoán đến là cái gì? Cô gái trần tình về việc đi ba hàng xóm nói mình dụng ba con sói và quan hệ với nhiều người. Dùng đồ xong bỏ vào thùng rác nhà mình, mà không hiểu sao bà hàng xóm lại bới thùng rác và thấy thứ không nên thấy. Sau đó, đồn nguyên cả làng là bạn ấy qua lại với nhiều người con trai khác rồi vứt đồ lung tung. Sau đó, cô gái có đăng clip chia sẻ để mọi người cũng hiểu. Mọi người xem cái này mọi người liên tưởng đến cái gì? Mọi người đoán đến là cái gì? Tôi không biết nhá. À, cái này tôi dùng xong bỏ ở sọt rác nhà tôi nhá, bỏ sọt rác nhà tôi đàng hoàng, xong rồi bà hàng xóm không biết tự dưng sang nhà tôi tìm sọt rác nhà tôi làm cái gì mà xong rồi thấy cái này, thấy vỏ thôi, xong rồi đồn nguyên, bây giờ đồn nguyên cả làng là tôi ngủ với thằng này thằng kia. Nhưng mà tôi nói thật với các bạn nhìn nó kỹ nhá, bóc ra cho xem này, mà dễ ướt mà tôi dùng dễ ướt. Chỉ là cái khăn giấy thôi, nhưng đã được bác hàng xóm thêu dệt thành câu chuyện cứ như trong phim vậy. Đúng là bác hàng xóm nào cũng giống nhau. Một số bình luận từ cộng đồng mạng để lại: mai chị mang tặng bà hàng xóm nguyên cái hộp để bà ấy hiểu rõ ạ. Mà cũng không trách bà ấy được, vì nhìn cũng giống ba con sói thật mà. Cảm ơn các bạn đã xem video và thích nó. Xin chào và hẹn gặp lại.